Em xin chào các bác nhá. Đây là xe Kia Carren. Đây là một dòng xe rất là mới, bản mới cập nhật ở Việt Nam. Cái dòng xe này có đặc điểm là bên trong cái khoang lái rất là rộng. Hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba, nó là phiên bản 5+2. Nhưng mà nó khác hoàn toàn với những phiên bản trước đây. Xe này ngồi bên trong rất là rộng rãi và thoải mái. Nói về cái phần ngoại thất thì có cặp đèn này, nó chưa được hoàn hảo các bác ạ. Thứ nhất là chưa có bi. Đấy mà ánh sáng là đang sử dụng bóng halogen, do vậy nó khá tối. Nhu cầu của bác chủ xe là cũng cần phải sáng hơn. Bác đã qua nâng cấp cặp bi GTR Limited 3.0. Cặp bi này thì giá hiện tại đang khuyến mại rất là nhiều. Giá nó biết là 6 triệu, đang khuyến mại còn có 4 triệu rưỡi thôi. Và trước đây bác chủ xe cũng đã sử dụng một cặp như này. Và bác thấy cặp như này là đủ sáng và bác đã nâng cấp một cặp bi tương tự thôi. Thế thì đối với này chiếc xe này mình sử dụng cái bi GTR 3.0 này, nó là một dòng bi mà có chân xoáy. Chân xoáy thì các bác biết là cái phần đăng kiểm, một số trường hợp đèn mà chưa có bi mà chúng ta nâng cấp bi vào thì việc đăng kiểm được hay không thì 50-50. Một số trung tâm đăng kiểm là có thể qua, một số trung tâm đăng kiểm là chưa qua được. Do vậy mình đã tư vấn và bác đã lựa chọn cái dòng mà có chân xoáy để có thể xoáy ra và thay thế trong trường hợp tương lai mà không đăng kiểm được các bác ạ. Đấy, về độ thẩm mỹ là cũng khá là thẩm mỹ. Khi độ cái đèn này thì anh em lưu ý này, hết sức lưu ý cái phần đèn của Kia Carren này. Cái phần mặt đèn này nó rất là rộng, khoang đèn rất là to. Và toàn bộ phía trên này nó là nhựa nha các bác nhé, nhựa và chrome. Cái phần tháo này ra cẩn thận không dễ bị gãy. Còn cái phần nhựa này các bác khi cho vào lò phải chú ý 100% phải tháo hết ra. Đã rất nhiều anh em sử dụng và bị cong mất cái này. Nó bằng nhựa, do vậy cho vào lò sấy ở 141 độ C đảm bảo là toàn bộ cái phần nhựa phía trên này sẽ bị sun và hỏng. Sẽ phải mua cái phần linh kiện mới để thay thế các bác. Đây các bác chú ý nhá. Thế bây giờ mời các bác xem cái độ sáng chiếu lên bảng. Đây là độ sáng chiếu lên bảng này. Mặt đèn rất là mịn này, ánh sáng sắc nét luôn. Và nó hơi ngả vàng, chúng ta đi đường thời tiết trời mưa nó sẽ tăng được cái độ quan sát sẽ tốt hơn. Và cái phần chói mắt người đi đường thì cái trường hợp như này chúng ta độ nâng cấp như này thì cũng không chói mắt được. Vì là cái khoảng chiếu nó chỉ đến tầm này thôi nên là các bác cứ yên tâm.